Các giống cây tại làng hoa Phú Sơn rất đa dạng chủng loại, bao gồm cả hoa giấy cẩm thạch, Ấn Độ hay hồng sen. Năm nay, các nhà vườn tập trung đầu tư vào những mẫu cây được thị trường ưa chuộng, có giá trị cao như hoa giấy thái ngũ sắc, gốc bonsai, gốc kiển lớn và cây lâu năm. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều chủ vườn tại đây đã chủ động giảm 1/3 lượng hoa giấy cung cấp ra thị trường Tết. Hiện hoa giấy có giá bán ổn định trên thị trường, đạt mức từ 120.000 đồng trở lên. Mấy năm trước thì giờ này là mấy cây có bông bông là có thể là bán hết luôn á. Ngày năm nay lượng khách đi rất là ít. Giá thì cũng vậy à, chứ cũng không có rẻ, cũng không mắc nữa. Thấy cũng bình ổn giá, nhưng mà bán thì không được số lượng nhiều thôi. Trong thời gian tới, bên cạnh phát triển làng nghề trồng hoa, cây kiển, làng hoa giấy Phú Sơn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũng sẽ kết hợp với hoạt động du lịch nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của ngành nghề truyền thống tại địa phương.